con đường xưa chung lần cuối, bóng cười không nói cho thầm vấn vương, rồi vòng tay cuối thơm một tóc em như hôm nào trong cơn mê còn ngất ngây. Ngày mai thôi đôi ta lìa xa anh còn nhớ. Hello các bạn, hôm nay thì Thọ sẽ cập nhật cái đường bít Sơn Động Quy Nhơn nó đã xong chưa cho các bạn biết. Sáng hôm nay là 23 tháng 3 các bạn. Hiện tại thì đường bít Quy Nhơn đã hoàn thành xong cái việc trải cái lớp đỏ xong rồi. Coi như là cơ bản là đã là xong rồi các bạn, chỉ còn cái việc còn lại là kẻ lai. Vậy là đường bít Sơn Động Quy Nhơn sẽ làm theo nó tất cả là nó có 3 giai đoạn các bạn. Đầu tiên là trải lớp cao su màu đen, sau đó là tới lớp màu đỏ các bạn đang thấy đây. Màu đỏ các bạn đang thấy đây đã làm xong rồi, còn cái việc nhẹ còn lại đó là kẻ lai thôi. Kẻ lai thì khoảng tầm 2-3 tuần nữa thì họ sẽ kẻ đấy. Quay tất tần tật về cái đường bít Quy Nhơn hiện tại cho các bạn xem. Đẹp lắm các bạn nha. Các bạn nào nói màu đỏ không đẹp thì không đúng đâu. Theo mình thì màu nào nó cũng đẹp cả, mới, sạch và đẹp. Màu đỏ thì nó có cái công dụng là trong thơ thao là cái màu chiến thắng các bạn, rực rỡ. Hoàn thành các bạn, đường bít Quy Nhơn là một trong những cái đường bít nó không có được lớn lắm. Nó chỉ có 6 đến 7 làn chạy thôi. Tiêu chuẩn quốc tế thì phải là 10 làn các bạn. Đấy. Đây là cửa ra của xe lớn các bạn. Hiện tại thì công nhân họ sẽ lột những cái lớp bạc phủ trong tường và ở dưới cái cống này trả lại cho xăng. Đây một vòng đường bít sông Quy Nhơn cho các bạn xem. Đấy. Nhìn rất là đẹp các bạn. Nhìn đường bít. Tại sao thì Thọ hay nói về sông Quy Nhơn? Sông Quy Nhơn vẫn là một cái điểm nóng của sân cỏ của nước ta. Nếu mà sông Quy Nhơn không đi tiên phong đầu tiên á, thì mình nghĩ thì các sân khác tới giờ này thì họ sẽ vẫn còn lẹt đẹt, chưa có thay mặt cỏ, chưa có cải tạo nhiều về đâu. Đó, cho nên các bạn có thể thấy sông Quy Nhơn là sân đi đâu từ khi mà câu lạc bộ bóng đá Top Play Bình Định lên hạng vào cuối năm 2020 thì tập đoàn đầu tư của câu lạc bộ Bình Định là Hưng Thịnh đã cho cải tạo lại sân Quy Nhơn rất là nhiều cái hạng mục từ cái mạch cỏ. Đây mạch cỏ này các bạn, mạch cỏ hiện nay thì phải nói là rất đẹp nha. Các bạn nói mình nổ hay là mình nổ về sân Quy Nhơn, mình quê ở Quy Nhơn mình nổ thì cũng không sao các bạn. Nổ có cơ sở và mình nổ đây là mình mừng cho cái sự phát triển thể thao của tỉnh nha. Cũng như là rất muốn nhiều cái thành phố khác, câu lạc bộ khác cũng được như bóng đá Bình Định, như sân Quy Nhơn đầu tư đồng bộ về sân vận động. Sân Quy Nhơn thì ngồi mặt cỏ ra, các bạn nói thì ngồi mặt cỏ ra thì không còn gì để quay đấy. Đúng rồi các bạn, ngồi mặt cỏ ra thì có đường bít nữa này các bạn, rồi có dàn đèn này. Vừa rồi thì đường bít thì các bạn thấy này, cũng đầu tư cũng gần 10 tỷ đồng để làm cái đường bít mới này.
Đấy, còn vàng đen nữa kia nữa cũng gần 10 tỷ đồng các bạn. Vàng vàng đen hiện tại thì sân Quy Nhơn là một trong những cái là một phải nói là vàng đen của Quy Nhơn là hiện đại nhất Việt Nam hiện nay. Phải khẳng định là như vậy. Đây là Thọ không nói đâu nha. Đây là nhà thầu đen họ nói. Tại vì các cái video clip trước Thọ đã nói với các bạn rồi. Cái vàng đen Quy Nhơn là có thể điều khiển bằng mót. Có thể là điều khiển bằng mót, tách bằng mót các bạn, chứ không còn tách ở tại cái phòng điều hành nữa. Rồi có thể là điều khiển bằng cái độ sáng khác nhau, tùy theo phụ thuộc vào điều kiện thời tiết. Đấy, nếu mà ánh sáng nó đủ sáng thì sẽ bật 1 đến 2 thớt lên, không đủ sáng thì sẽ bật hết lên, full lên. Đấy. Quy Nhơn là đi đầu cho nên là nhiều câu lạc bộ khác cũng đi theo các bạn. Cái gì cũng có cái sự mà đi đầu, rồi các câu lạc bộ khác cũng muốn câu lạc bộ tỉnh của mình làm được như vậy thì sẽ là phát triển bóng đá, như là sân Lạch Tray của câu lạc bộ bóng đá Hải Phòng. Sau khi Quy Nhơn làm thì bắt đầu sân Lạch Tray cũng bầu hoang, cũng vô Quy Nhơn và tham khảo cái mặt cỏ của Quy Nhơn, rồi về ông cũng hợp đồng với cái nhà thầu làm cỏ Quy Nhơn và làm lại cái sân Lạch Tray đẹp như hiện nay. Thì các bạn nói là sân Quy Nhơn nó không bằng sân Lạch Tray, đúng rồi các bạn. Sân Lạch Tray thì thành phố đã đầu tư tới 60-70 tỷ đồng để mà cải tạo, còn sân Quy Nhơn thì ngồi cái mặt cỏ năm ngoái làm ra với một sửa một số khán đài thì khoảng 15 tỷ, cộng với đường bít với cái dàn đèn thì khoảng tầm 15 tỷ nữa, thì chỉ mới có tầm trên dưới 30 tỷ thôi. Còn nếu mà sửa như sân Hải Phòng lắp ghế này kia thì khoảng tầm 30 tỷ nữa thì mới bằng sân Lạch Tray được. Đấy, các bạn nói thì các bạn cũng phải suy nghĩ tiền ở đâu, tiền ở đâu để mà đầu tư. Bóng đá thì các bạn cũng biết rồi, không tự nuôi bóng đá được thì phải nhờ vào các tập đoàn lớn bất động sản cũng như là các ông bầu lớn. Đấy, nếu mà các ông bầu lớn này thì không có sự trao đổi thì làm sao thì họ có thể đầu tư về cái ngành thể thao bóng đá của Việt Nam chúng ta được. Đấy, các bạn có thể biết chứ, châu Âu thì có thể họ lấy nhiều nguồn và họ có thể là bóng đá nuôi bóng đá được, còn ở Việt Nam mình thì phải nhờ vào tiền túi của các tập đoàn lớn, các ông bầu lớn thì bóng đá mới có thể sống được. Đấy, mặt cỏ theo mình biết thì sáng nay mới được cắt nè các bạn, đẹp quá luôn, quá chừng luôn. Cái gì đẹp thì mình nói mà đẹp thôi, không có vấn đề gì cả. Rồi tiếp theo thì mình nghĩ là cuối năm nay thì cái phần mái che của cán đê sẽ được nâng cấp. Cái này dự định nâng cấp nha các bạn, không có rõ khi nào có văn bản rõ ràng thì Thọ sẽ nói là chắc ăn hơn. Còn bây giờ thì chỉ nói là có thể thôi, có thể nâng cấp thôi. Đấy, Quy Nhơn thì cũng có thay dàn đèn LED từ cái đợt cải tạo từ năm trước. Cái gì thiếu thì sau này thì tập đoàn cũng như là sở thể dục thể thao tỉnh nha có thể là đáp ứng lần lần, chứ không thể là như các bạn muốn được. Các bạn nói thì rất là dễ, mình nói cũng vậy, mình nói cũng rất là dễ, nhưng mà từ cái tiếng nói cho đến cái việc làm thì nó rất là xa. Toàn cảnh sân Quy Nhơn sáng nay các bạn, mặt cỏ ùa già rất là đẹp luôn. Mặt cỏ này các bạn, hai màu rõ như ban ngày luôn các bạn. Đấy, đường bít thì hoàn thành rồi, hoàn thành cơ bản rồi, rất là đẹp. Đẹp quá chừng luôn ạ.
Hướng này các bạn, hướng khán đài C. Đấy, hơi ngưỡng nắng chút. Nên hướng này thì thấy mặt cỏ caro cũng khá là rõ các bạn. Còn cái chuyện khán đài bê tông thì không quan trọng bạn. Thực ra thì khán đài bê tông cho nên cái giá vé ngồi khán đài bê tông thì nó sẽ rẻ hơn khán đài có ghế. Theo mình thì không quan trọng lắm đâu. Sau này nếu mà mình định có được cái giải cao để thi đấu quốc tế thì tập đoàn họ sẽ lắp liền các bạn. Tại vì các bạn là mình nghĩ các bạn có hiểu như thế này này. Sân vận động là sân của nhà nước. Hiện tại gần như tất cả các sân động của nhà nước, kể cả sân của Phà Lại Cù thôi. Phần Phà Lại Cù là người ta giao, nhà nước người ta giao tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai một thời gian thôi. Bây giờ muốn sửa chữa cái gì cũng phải có văn bản, phải có xin phép các bạn. Các sân động hiện tại này. Bây giờ các bạn nghĩ tập đoàn Hưng Thịnh người ta giàu, người ta nhiều tiền, người ta có thể là mua bất kỳ một cầu thủ nào. Nhưng mà tại sao họ không lắp ghế? Đấy, lắp ghế đối với tập đoàn Hưng Thịnh nó rất là đơn giản. Đấy, các bạn hiểu như vậy, rất đơn giản. Nhưng mà đâu phải là bạn có tiền là bạn mua tới, bạn mua tới, bạn lắp vô được đâu. Không, không phải vậy. Bạn phải có văn bản xin với nhà nước, xin với sở, xin cái này, xin cái kia. Rất là khó. Các bạn hiểu rồi chứ. Các bạn nếu mà làm ở trong lĩnh vực nhà nước thì các bạn hiểu là xin một cái gì á, làm thì nó cũng rất khó. Phải có thời gian. Đấy, phải xin là được liền. Đấy, rồi sau này thì Bình Định đá ở cúp châu Á chẳng hạn thì họ sẽ lắp thôi. Cái đó thì bắt buộc thì sở với lại nhà nước họ sẽ đồng ý nhanh. Đấy các bạn, họ sẽ làm liền thôi. Đó là những cái gì mình biết, mình chia sẻ thật tình với các bạn. Chửi mình cũng chịu, kêu mình nổ thì mình đồng ý, có gì đâu. Nổ cũng chả, mình cũng chả được đồng nào mà. Mình nói thật với các bạn nha, là nhiều lúc mà ngồi cái khán đài bê tông này nó còn sạch hơn cái khán đài có ghế đâu bạn. Đấy, đó là mình nói thật với các bạn, ngồi ở khán đài bê tông này nó sạch hơn. Đấy, nó không có bụi các bạn. Đấy, nó sạch sẽ chứ không phải là ấy đâu. Còn chuyện nắng hay không thì các bạn khỏi lo rồi. Đá vào những cái lúc tầm 18 giờ, 19 giờ không còn nắng nữa. Tầm 17 giờ nó sân Nguyên Nhân đã hết nắng rồi. Nhiều lúc các bạn so sánh cái mặt cỏ của sân Bà Rịa với các cái sân khác như sân Nguyên Nhân hay là sân Lạch Tây chẳng hạn các bạn, thì các bạn hoàn toàn không có hiểu là hai cái mặt cỏ này, các sân này nó khác nhau các bạn. Đầu tư giá tiền nó cũng khác nhau. Mặt cỏ Bà Rịa là mặt cỏ dôi xe, còn các sân như là Quy Nhơn, Lạch Tây là cỏ bê bu đa. Thì về giá thành các bạn, mình cũng nói luôn các bạn hiểu này, về giá thành thì giá thành mà làm một mặt cỏ của sân Bà Rịa nó sẽ là gấp đôi của sân Quy Nhơn hoặc là sân Lạch Tây, gấp đôi luôn bạn. Ví dụ như sân Quy Nhơn làm 3 tỷ thì sân Bà Rịa phải làm 6 tỷ. Đấy, không thể nào so sánh được. Cỏ dôi xe nó tốt hơn rất là nhiều, khi mà kẻ màu nó nét hơn rất là nhiều. Nhưng mà chẳng qua thì bạn không biết, sân nếu mà so sánh sân Bà Rịa, sân Quy Nhơn á, thì sân Bà Rịa chỉ dùng là thi đấu thôi. Còn sân Quy Nhơn thì các bạn có thể thấy cái cỏ này nó chịu cái độ bền rất là cao, vừa thi đấu vừa tập. Đấy, đó. Cho nên là các bạn hiểu như vậy, vừa thi đấu vừa tập nhưng mà nó giữ được cái mạch cỏ như Quy Nhơn này thì nó rất là ok. Mạch cỏ sân Quy Nhơn ở dưới sân nè các bạn, nhìn đẻ chưa.
Bạch cỏ Quy Nhơn nhìn từ bốn hướng cho các bạn xem này. Đây là hướng C nhìn xuống các bạn. Hơi chói nắng cho nên cái bạch cỏ Caro nó chưa rõ. Bạch cỏ nhìn từ hướng góc của khán đài B với khán đài C các bạn. Hướng này thì nó tương đối thuận nắng cho nên nó lên màu rất là rõ. Nhìn rất đẹp các bạn. Đấy. Cỏ Bermuda mà châm và cắt rõ như thế này là không phải là đơn giản đâu các bạn. Bạch cỏ Quy Nhơn nhìn từ hướng đại A nè các bạn. Buổi sáng. Buổi sáng nó hơi ngược nắng cho nên nó không có rõ caro hay là màu lắm nha các bạn. Buổi chiều thì nó sẽ rõ hơn. Nãy ở bên khán đài B các bạn có thể thấy rất là rõ. Cho nên cái màu lai của mạch cỏ với ánh sáng rất là quan trọng. Mình biết ok các bạn. Mình biết quá đẹp luôn.